Em cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay thì em dành những cái phần đặc biệt cho các bạn yêu thích lan hài của Việt Nam chúng ta. Thì hôm nay có cập nhật mấy loại lan hài để chia sẻ cho các bạn. Có loại hài đang có nụ cũng có và loại loại cây mà chưa có nụ, chưa đến mùa nụ ấy thì cũng có, nên là em sẽ giới thiệu từng loại hài cho các bạn xem luôn. Thì đấy, cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền chúng em là ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng nhé các bạn nhé. Thì hôm nay em có những cái mặt hàng lan hài này. Hình thức bán hàng của em thì em sẽ bán hàng, gửi hàng qua bên Vietinport cho các bạn, rồi sẽ có nhân viên giao hàng và thu tiền hàng, tiền cước trực tiếp với các bạn tận nơi nhé các bạn nhé. Thì các bạn quan tâm loại lan nào thì hãy gọi điện trực tiếp cho Ngọc Bền theo số điện thoại là 0984754102 nhé các bạn nhé. Thì đây, bây giờ em bắt đầu đi vào giới thiệu cho các bạn cái lan. Ở đây là lan Trần Liên. Đấy, giới thiệu cái lan Trần Liên thì cho các bạn trước. Đấy, lan Trần Liên thì hôm nay cũng về được một chút ít này đây. Thì tiện cho các bạn mua lẻ về để trồng thì em cũng bán theo cây. Đấy, như khóm này là nó có một cây này. Đấy, nó có một cây già và một cây tơ. Thì mỗi một cây như vậy em bán giá là 5.000 đồng một cây nhé. 5.000 nha các bạn nhé, 5k đấy ạ. Đó, hàng rất đẹp luôn. Như chỗ này thì tất nhiên là em mua kg rồi, nên là em cũng lấy về chia sẻ cho các bạn. Như đấy, như khóm này là vào hai cây tơ này. Đấy, nhưng mà cây tơ một cây con nhỏ thì không tính tiền cây con, chỉ tính tiền cây to ở giữa này nhá. Đấy, là 5k một cây nhé các bạn nhé. Đó, đây là hài Helen, hàng rừng Cao Bằng nhé các bạn nhé. Hài Helen thì nó vùng phân bố của nó thì cũng rất là ít. Như các bạn đã đam mê lan hài thì chắc cũng phải biết về cái tiểu sử của cây hài Helen. Đấy, cây hài Helen thì được phát hiện lần đầu tiên là ở rừng Cao Bằng, về sau là cũng có gặp ở rừng Bắc Cạn, rồi ở Hà Giang không biết là có không, biết không, Hà Giang hình như không có, hình như chỉ có Cao Bằng với Bắc Cạn này. Hình như Lạng Sơn này nghe bảo là cũng có hài Helen này. Đấy, hài Helen tuy cây nhỏ nhưng mà bông cho một cái sắc vàng rất là chói lóa, mà hoa của nó rất là bóng, giống như là một nhựa, rất là đẹp luôn. Bông của nó to hơn cái cây rất là nhiều. Loài lan hài Helen này nó nở hoa vào từ cuối tháng 7 đến hết tháng 9 là sẽ hết mùa hoa. Đó, là tức là nó sẽ nở hoa chừng khoảng 2 tháng. Còn cái vòi nụ thì nó đã xuất hiện từ khoảng chừng tháng 6 rồi. Là nó đã xuất hiện cái vòi nụ từ lúc đấy. Và loại hài tiếp theo thì ở đây có hài hồng. Hài hồng thì hiện giờ chưa có nụ. Hài hồng sẽ nở hoa vào chừng khoảng tháng 4 nhé các bạn nhé. Đấy, một cây hài hồng như vậy em bán giá là 30.000 một cây nhé các bạn nhé. Hài hồng lô này rất là đẹp luôn. Hài hồng này thì em nhập ở rừng Đà Nẵng nhé các bạn nhé. Đà Nẵng, Quảng Nam gì đó. Em có cái mối ở chỗ Đà Nẵng họ gửi ra, nên là em cũng nghĩ rằng là loại này nó lấy ở Đà Nẵng hoặc Quảng Nam gì đấy. Với Kon Tum có hài hồng này thì khu vực đấy là có hài hồng là khá nhiều. Đấy, mỗi một cây như vậy là 30.000 nhé các bạn nhé. Đó, đây là lan hài hồng. Hài hồng thì hiện giờ thì chưa có nụ đâu, thì phải qua Tết thì nó mới bắt đầu có nụ. Đó, đấy, hài hồng đấy. Nói chung là lúc vận chuyển thì lá nó nhăn nheo chút, nhưng mà cái này chúng ta lấy về trồng thì lá nó sẽ lại săn chắc, nó lại nở bóng mượt thôi các bạn nhé. Đó, còn ở đây em có lan hài Vân Bắc. Lan hài Vân Bắc thì mặt hàng này hiện giờ nó cũng đi vào thuộc diện hiếm rồi. Đấy, lấy được cái lô mà được hàng đẹp như vậy thì chung là cực kỳ ít luôn. Đấy, hài Vân Bắc
Đợt này em bán giá là 60.000 một cây nhé các bạn nhé. To đều đẹp nhau hết này. Đấy. Loại cây này loại cây to rồi. Sang năm là có cho hoa luôn đấy. Đấy. Hải Vân Bắc 60.000 một cây nhé các bạn nhé. Đây. Hải Vân Bắc thì cái vẻ đẹp của nó thì khỏi phải bàn rồi. Đẹp của nó có cái màu tím đậm cực kỳ là đẹp luôn. Và tiếp theo đây là Hải Mốc Vàng. Hải Mốc Vàng thì hàng nhổ vườn nên là cây nó rất là đều đẹp luôn và bây giờ đang có nụ nhé các bạn nhé. Nụ đang rất cao rồi này. Đấy. Hải Mốc Vàng nụ đang rất cao rồi. Cái này chắc phải chừng tháng rưỡi nữa là nó sẽ nở hoa. Ôi, cây này bị hỏng nụ này. Hỏng nụ thì em sẽ bỏ ra để em lại tiếp tục trồng vườn để ươm lại những cái mầm gốc này. Để sắp sang năm lại nó lại cho ra những cái bông hoa tiếp thì lúc đấy em sẽ lại chia sẻ cho các bạn. Đam mê lan hài. Hài Mốc Vàng có giá là 40.000 một cây nhé các bạn nhé. Và ở bên đây thì em có cả Hài Mốc Hồng nữa này. Hài Mốc Hồng cũng đang có mèo nụ. Hài Mốc Hồng thì có giá nó rẻ hơn là 30.000 một cây nhé các bạn nhé. Hài Mốc Hồng đang có nụ nhé. Đây là những cái mèo nụ. Đó. Đây là những cái nụ sắp tới sẽ cho bông nhé. Hài Mốc Vàng và Mốc Hồng sắp tới chúng ta sẽ được chơi hoa Tết luôn. Tại vì một bông lan hài nở ra thì cứ phải gần 2 tháng thì nó mới tàn hoa các bạn ạ. Đấy. Như cái Hài Mốc Hồng thì nó sẽ giữ được bông chừng khoảng 1 tháng. Còn Hài Mốc Vàng thì giữ bông được cũng chừng khoảng tháng. Tháng hơn tháng chút. Hài Mốc Vàng giữ bông tốt hơn là Hài Hồng, Mốc Hồng. Đấy. Và ở đây có Hải Kim. Hải Kim này em cũng không biết là rừng, mấy khu rừng ở Tây Nguyên, không biết là rừng nào có nữa, ở tỉnh nào nữa. Nhưng mà hàng này em nhập ở Gia Lai nên là nó là chuẩn rừng Tây Nguyên rồi. Nhưng mà không biết là ở tỉnh nào thôi các bạn ạ. Đấy, cái này em nhập về được có, chỗ này chắc chỉ được chừng 20 cây như này. Mỗi một cây Hải Kim này em bán giá là 25.000 một cây nhé các bạn nhé. 25.000 một cây. Và ở đây em có hai cái cây lan nó gọi là đột biến, là lá xanh hết. Nó là Hài Giác Kỳ. Thì như giới chơi hài chúng ta thì vẫn thường gọi cái cây này nó là Giác Kỳ trơn đấy. Đấy, là lá bên dưới nó cũng xanh. Nó là trơn hết. Cây bình thường thì nó sẽ có những cái đốm tím. Đốm tím, lấm chấm tím, li ti, chấm cà, chấm chấm, kiểu chấm như hạt cải, chấm tím. Đấy, tí nữa em quay cái hài ráp nó sẽ tím tím, cái kiểu tượng như hài ráp kia. Nhưng mà nó nhạt hơn, cái chấm của nó thưa hơn. Đấy. Còn cây này nó là cây trơn rồi. Đấy, hai cây trơn này em bán mỗi cây là 500.000 một cây nhé các bạn nhé. Tại vì dòng này nó đột biến về lá, thân lá. Đấy, còn hoa thì em chưa biết như nào. Tại vì nhổ rừng về thì nó cũng chưa có hoa. Đấy, cây này là sang năm nó mới cho hoa được cơ. Hài Giác Kỳ thì bây giờ cũng đang mùa hoa. Nên là hai cây này chúng ta mang về chỉ dưỡng cây để sang cuối năm sau chúng ta chờ xem hoa thôi. Đấy, hai cây này em bán giá là 500.000 một cây nhé các bạn nhé. Đấy. Em, cái này em có phích nhẹ cho bạn nào mà lấy luôn cả hai cây. Thì điện trực tiếp cho số điện thoại của em. Rồi. Và tiếp đây em có hài đuôi công. Hài đuôi công lô này cũng rất là đẹp. Đấy, hài đuôi công thì như cây này thì nhỏ quá. Hài đuôi công lô này đẹp á. Xanh mướt luôn. Đây, nó có cả hàng dề này. Đấy, hài đuôi công thì em cũng tính theo đầu ngọn, đầu cây là 20.000 một cây nhé các bạn nhé. Đấy, hai đuôi công như dề này nó phải có tầm bằng đếm đếm luôn. 1 2 3 4 cây thôi. Còn 4 cây tất cả nó đều là cây già. Đấy. Có những khóm nó nhỏ hơn thì nhìn nó nhỏ nhỏ nhưng nó lại toàn thân tơ thì nó sẽ nó lại nhiều thân tơ hơn. Đấy. Còn ở đây là hài táo. Hài táo thì đây, những cây hài táo như này em cũng bán giá là 20.000 một cây nhé các bạn nhé.
như cây đang có nụ nữa. Đấy. Những cây đang có nụ thì có giá là 40.000 một cây nhá các bạn nhé. Hải táo. Hải táo thì đấy, những cây tơ như này là 20.000 một cây nhá các bạn nhé. Đấy. Hải táo cũng đang có nụ. Đó. Nhưng mà số lượng nụ cũng ít thôi, không có nhiều. Thì bạn nào thích lấy hàng nụ thì để em cố gắng lựa hàng thôi. Đấy, một cây như vậy là 20.000 một cây nhé các bạn nhé. Đó. Còn ở đây em có lan hài ráp đây. Hài ráp thì cũng có giá là 20.000 một cây. Cây to đẹp luôn. Hàng rất đẹp bượt mà này. Đấy. 20.000 một cây nhé các bạn nhé. Đấy, các bạn thích trồng chậu một cây hay là hai cây hay là ba cây gì đấy tùy các bạn. Đấy, các bạn thích chậu nhìn nó to nhiều cây thì các bạn cứ trồng 5 cây này nhìn đẹp. Nhưng mà thường thường thì chúng ta chơi hài thì chúng ta chỉ trồng một cây một chậu cho nó dễ chăm sóc, với cả nhìn cây nó cũng lên đẹp. Đấy. Đấy. 20.000 một cây như này nhé các bạn nhé. Cây xanh mướt đẹp mượt mà luôn. Đấy. Còn ở bên đây có lan hài hằng. Hài hằng thì có giá là 60.000 một cây nhé các bạn nhé. Đấy. 60.000 một cây. Nhưng mà ở đây chỉ có là 1 2 cây to này. Đấy. Chỉ còn có mấy cây thôi các bạn ạ. Đấy. Mỗi một cây như vậy là 60.000 một cây nhé các bạn nhé. Đây. Còn có mấy cây như này. Các bạn đặt hàng thì gọi điện trực tiếp cho em. Và còn ở đây em có 4 bảng tóc tiên này đang hoa đây, nhưng mà bây giờ đang cuối mùa hoa rồi nên là hoa nó đang bắt đầu tàn. Thì bảng tóc tiên này thì đá thuần nhá các bạn nhá. Đá thuần bám rễ rất là tốt rồi. Đấy. Những cái rễ bám rễ rất tốt, cái này về chúng ta chỉ việc treo chơi thôi. Mỗi bảng này em bán giá là 120.000 một bảng nhá các bạn nhá. Đấy. Thì hôm nay còn ở đây em có thêm lan Trần Tuấn. Lan Trần Tuấn này thì em có 4 phần ở đây. Mỗi phần em bán là 200.000 một phần các bạn ạ. Đấy, 4 phần Trần Tuấn này mỗi phần là 200.000 một phần nhé các bạn nhé. Đây. Những phần Trần Tuấn đây. Đấy, mặt lan rừng Trần Tuấn này thì cũng các bạn cũng mua và sưu tầm rất là nhiều. Ở đây. Đó. Còn ở đây là hoàng thảo lông trắng. Hoàng thảo lông trắng có giá là 550.000 nhé các bạn nhé. Đấy, các bạn sưu tầm thì cứ gọi điện trực tiếp cho em. Đó là hoàng thảo lông trắng. 550.000 nhé. Hoàng thảo lông trắng bây giờ đang có nụ các bạn nhé. Đang nụ hoa này. Nụ hoa rất là nhiều luôn này. Đấy, như thân này vào 3 nụ hoa này. Đó. Còn lác đác một vài thân thì nó bị hỏng nụ. Nên là, nhưng mà nụ hoa thì còn rất nhiều luôn ạ. Đó. Và tiếp theo đây, mặt hàng cuối cùng cũng là thuộc về những dòng sơn chúng ta nên sưu tầm, là cái lan tiểu cẩm chi hoa tím, rất là đẹp luôn. Đấy. Mỗi một cây lan tiểu cẩm chi này em bán giá là 15.000 một cây nhé các bạn nhé. 15.000 một cây lan tiểu cẩm chi này. Đấy. Cây to đều đẹp như nhau. Rất đẹp luôn. Đây là những cái vòi hoa này, rất là dài này. Những cái chùm hoa này cho bông màu tím rất là đẹp luôn. Cây nhỏ hoa đẹp sặc sỡ, nhỏ nhỏ xinh xinh. Rất là đáng sưu tầm loại lan này. Đấy. Loại lan này chúng ta ghép gỗ nhé các bạn nhé. Đấy. Vừa rồi là tất cả những mặt hàng lan mà chúng ta rất đáng để sưu tầm mà em đã giới thiệu qua cho các bạn. Thì các bạn cần cái phần lan nào, loại lan nào thì hãy gọi điện trực tiếp cho Ngọc Bền nhé. Rồi Ngọc Bền sẽ nhận đơn và gửi hàng đi trong ngày luôn cho các bạn ạ. Em Ngọc Bền xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan nhé.